500 mũi tiêm. Chính quyền đang tích cực rà soát để không người dân nào bị bỏ sót. Tổ dân phố là triển khai các cái phiếu đăng ký tiêm chuyển lại cho phường, phường sẽ lập danh sách. Để trở lại với cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cần tối thiểu tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19. Đây cũng là điều kiện cần để đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường. Nhiều người chưa tiêm mũi một vì nhiều lý do, nay cũng được mời để tiêm vét. Nhà nước quan tâm với dân chúng này kia nọ để chích cho mũi tiêm thứ hai để được an tâm chút. Còn hôm nay thì đi chích cho bà chị mũi đầu tiên, bà vẫn là không có vô bệnh viện, không dám vô bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn gần 4% người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1 và còn hơn 40% người chưa tiêm mũi 2. Việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để đáp ứng cho người lớn tuổi cũng như lực lượng lao động có thể trở lại thị trường lao động. Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 56.000 lao động để phục vụ sản xuất khi hoạt động kinh tế đang từng bước được mở cửa trở lại. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nguồn Nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý tư này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là khoảng 44.000 đến 56.600 lao động để phục vụ sản xuất. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có trên 42.000 người có nhu cầu tìm việc làm, tức nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 90 đến 92% nhu cầu của 3 tháng cao điểm sản xuất cuối năm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 127 trung tâm, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn đang tiến hành khảo sát nhu cầu việc làm để ráp nối cung cầu lao động. Với 3 nguồn cung chủ yếu, người lao động đã về quê tránh dịch, người lao động tại thành phố có nhu cầu tìm việc làm và học sinh, sinh viên, trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề ra trường. Đăng ký gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, trong đó bổ sung thêm chức năng dịch vụ hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 116 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Chức năng này áp dụng cho người lao động đã nghỉ việc nhưng đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động sau khi đăng nhập ứng dụng VSSID vào mục dịch vụ công, chọn hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết 116, sau đó làm theo hướng dẫn. Người lao động cũng có thể thực hiện thủ tục trên tại cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đã đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, người lao động vào mục kê khai hồ sơ, tới danh sách thủ tục, chọn mã thủ tục 653. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chọn kê khai và làm theo hướng dẫn. Kế hoạch nối lại đường bay nội địa đã nhận được sự đồng thuận của 10 địa phương. Thông tin được đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết liên quan đến đề xuất góp ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa trong giai đoạn 1. Trong đó có 5 địa phương hoàn toàn thống nhất với kế hoạch là các tỉnh Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định và Thanh Hóa. Các địa phương còn lại cũng cơ bản thống nhất với việc mở lại đường bay nội địa mà Cục Hàng không Việt Nam đưa ra như tỉnh Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện một số địa phương chưa đồng ý với kế hoạch nối lại đường bay nội địa của Cục Hàng không là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai. Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch COVID-19 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, đảm bảo công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh. Xin kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kỷ lục Guinness Thế giới kỳ này. Sau đây là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình hôm nay. Sách kỷ lục Guinness 2022 được giới thiệu trên khắp thế giới, công nhận những kỷ lục phi thường mới được công nhận. Một bệnh viện ở Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhiều người nhất trong khoảng thời gian 7 ngày. Ghé thăm ngôi nhà nhỏ nhất nước Anh.
thường niên của kỷ lục Guinness Thế giới vừa mới được ra mắt vào giữa tháng 9 năm nay. Trải dài trong suốt 9 chương sách, ấn bản mới nhất lần này đã giới thiệu những nhân vật kiệt xuất, các địa điểm, bảo tàng trên khắp hành tinh, những điều kỳ diệu của tự nhiên, những cỗ máy tân tiến nhất và những huyền thoại thể thao đại chúng nổi bật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một số nét nổi bật trong cuốn sách này. Ấn phẩm sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2022 vừa ra mắt ngày 16 tháng 9. Cuốn sách đầu tiên được ra mắt vào năm 1955 và từ đó đã bán hơn 143 triệu bản tại 100 quốc gia, dịch ra ít nhất 22 thứ tiếng. Được hiệu chỉnh hình ảnh và cập nhật mới nhất,